Xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo là một cuốn video dành riêng cho những tác phẩm dúi về dự tại triển lãm tỉnh Quảng Ngãi mở rộng lần thứ nhất của năm 2023. Hình ảnh đầu tiên là một tác phẩm dúi kết hợp với tiểu cảnh cũng khá là hay. Riêng cuốn video này thì mình tập trung chia sẻ những cây dúi về dự tại triển lãm thôi. Dúi dông dúi lá nhỏ có lại được không? Đó không? Còn ngày xưa kỹ vậy đó. Xong cũng cây dúi này đẹp quá. Cây này chủ nhân là của anh Quần anh Mộc của anh Nhật Trần Mông Xê. Nhật Trần hả? Nhật Trần Mông Xê. Ồ, của anh hả? Số điện thoại là 0933 356 7 ha. Nhật Trần Mông Xê. Cái này được thổi cũng đây là mặt đối diện của cây dúi. Hoàn tập trung. Đúng, còn mini thì nó nhỏ. Cây này có phần dáng cũng lạ. Cây này nếu mà giao lưu thì giá bao nhiêu? 35 triệu ha. Nếu các bạn xem được cuốn video này của Hai Lúa thì thích cây dúi này thì liên hệ với anh Nhật Trần Bonsai. 35 triệu một tác phẩm dúi. Tiếp tục cũng là một tác phẩm dúi. Cây này có phần chón quá độc đáo. Rừng dúi. Cây này là của anh Huỳnh Văn Mạnh 0334 569 139. Cái này đẹp quá. Mạc màu cũng đẹp. Đẹp quá. Đúng là dúi mới có những cái thân hình quái dị.
tiếp theo là một tác phẩm dưới của anh Phạm Duy Thành. Rừng tranh thăng đẹp quá. Hai mặt đều đẹp như tiếp theo mời cả nhà cùng thưởng thức cây dúi có mã số dự thi là 170. Cây này là của anh Nguyễn Văn Thường. Cây này thì mình đã từng ghi hình tại triển lãm về nghĩa hành rồi. Hôm nay thì tác phẩm này tiếp tục về dự tại triển lãm tỉnh Quảng Ngãi. Để mình đi ra xa thì sẽ lấy cái này tổng thể của cây dúi này. Cây nào cũng xuất sắc. Cây này được cạnh bên đặt cạnh bên cái tác phẩm Sơn Trà của Nam Tấn. Cả nhà thưởng thức là tác phẩm Sơn Trà khá độc đáo của Nam Tấn. Tác phẩm này có mã số dự thi là 102. Cây này thì mình cũng đã ghi hình rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay đi dự triển lãm thì cây cho lọc đẹp quá, mà đặc biệt là tác phẩm dự thi nữa. Tiếp tục chia sẻ cho các bạn cùng thưởng thức thời điểm mà cây cho lọc đẹp quá. Tiếp theo mời các bạn chúng ta thưởng thức một cây dúi.
cây đây thì mình được biết là chính xác là của nhà vườn Khánh Nguyễn, nhưng mà không biết là có giao lưu chưa. Cũng lâu rồi nay mới được thưởng thức lại cái vẻ đẹp của cây dưới nghệ thuật này. Cây hoa sim lần này triển lãm thì có những nhiều cây hoa sim mà đúng vào mùa hoa sim đẹp quá. Dạ. Về nhà chú chỉnh lại. Dạ dạ. Nó mới đưa cháu nó chỉnh cho kinh nhiều ha. Dạ. Để khép lại cuốn video review dành riêng cho những tác phẩm dúi. Mời cả nhà thưởng thức hai cây dưới của hậu sinh vật cảnh huyện Mộ Đức. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những cuốn video tiếp theo. Hoàng Quân B, nghệ thuật.